đang đi bộ đường nè. Xe tóc tòi. Xe kia mà ăn con búp bê. Ăn con búp bê da vui xèo nữa em nè. Nhỏ nhỏ hơn nha mọi người. Xe kia mở nha. Cầm sao cầm vậy che lúc bên người ta đâu thấy đẹp đâu. Ừ, có thấy không? Cherry đã chia sẻ xong rồi, Cherry bye bye mọi người nha. Bye bye.